Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 phần mềm học tiếng Anh mới nhất và vô cùng hiệu quả. 3 trong 1 luôn, mình sẽ cài đặt cho các bạn 3 phần mềm này trong một máy luôn. Và phần mềm này, 3 phần mềm này nó có tác dụng tương hỗ lẫn nhau, bởi vì mỗi phần mềm đều có sự ưu điểm và nhược điểm riêng của nó. Nhưng mà khi bạn học được 3 phần mềm này nữa, bạn có thể một cái kiến thức tiếng Anh toàn vẹn và nó không bị khuyết điểm bởi mặt nào do mấy phần hạn chế của phần mềm đó cung cấp lại. Do vậy mình đã cài 3 phần mềm cho người sử dụng có thể học một tiếng Anh một cách đầy đủ nhất. Phần mềm đầu tiên mình giới thiệu đến là phần mềm Grammar, những tiện ích và chức năng của nó. Phần mềm này thì là mới sản xuất ra đây trong năm 2012 đây thôi, và nó được nâng cấp lên từ cái phần mềm Grammar 2.9. Nó có đầy đủ các bài đọc văn phạm có viết để cho các bạn học. Thì mình sẽ giới thiệu qua phần đầu tiên là phần bài đọc. Thì phần bài đọc thì có các chủ đề câu bên này. Các bạn có thể chọn một bài bất kỳ bên này để các bạn học. Thì mình thường phần mức độ 2000 từ thì mình sẽ ví dụ một bài để đó, thì các bạn có thể nhấn trực tiếp vào từ cái chữ cái đó và kéo chuột sang bên này để xem các cái pháp của nó sử dụng tương đối rộng. Đó, cách sử dụng một từ trong tiếng Anh thì nó có những cái ví dụ cho các bạn luôn. Đó, các bạn mở rộng được vốn từ và hiểu được cái nghĩa đó một cách rộng hơn. Có thể đọc vào một câu bằng cái nháy chuột phải. Hoặc là đọc nghe toàn bài bằng cách nháy vào nghe toàn bài. Đó. Thì đây là cái phần bổ sung thêm để các bạn trong cái phạm vi của bài đọc này, thì phần xếp từ này, đàm thoại hay là nghe viết rồi hành nền hình ảnh thì bạn cho nó đỡ nhàm chán, sẽ qua qua về đàm thoại. Còn nó xếp từ thì đơn giản lắm. Đó, nhìn câu tiếng Việt thì nói tiếng Anh và nó sẽ làm theo hướng dẫn trên này. Đó, khi đây là mình nghe người ta phát âm một tiếng Anh và nghĩa ở trên này bạn sẽ viết thành tiếng Anh chính xác một mớ câu ở đây. Đó, đó là phần mềm. Các phần bổ sung thêm ở trong cái phần bài đọc. Có rất nhiều các chủ đề và mỗi chủ đề thì có rất nhiều bài. Phần mềm này cung cấp cho bạn một khối lượng lớn các bài đọc. Mình nghĩ là không có một phần mềm nào mà cung cấp một cái số lượng lớn các bài đọc như một cái phần mềm Grammar 2.11 này. Rồi sang phần thứ hai, phần từ vựng của bạn thì phần này khi bạn học thì nó sẽ bổ sung từ vựng vào đây. Từ vựng này cho bạn tự bổ sung cho cái vốn từ vựng của mình, chứ phần mềm sẵn này không có. Đó, đây là phần văn phạm, nó giúp bạn học một ngữ pháp một cách đầy đủ nhất, đầy đủ các thì thời rồi các loại câu danh từ tính từ trạng từ. Đó, bạn sẽ nhấn trực tiếp vào bên phải này để các bạn hiểu được cái cách sử dụng cái thì thời đó, nó cho ví dụ và cho bạn công thức luôn. Đó, thì mình sẽ giới thiệu những cái chức năng chính của phần mềm này thôi, còn đâu các bạn có thể là tự nghiên cứu và tự khám phá thêm. Mình sẽ giới thiệu về cái chức năng mạnh nhất và hiệu quả nhất trong cái phần mềm này. Thì phần từ vựng tranh thì là một phần tương đối là bổ ích cho cái phần mềm này tạo ra, bởi vì sao nó riêng một từ ngữ thì nó lại tạo cho bạn một cái hình ảnh để các bạn hiểu và dễ liên tưởng đến và nhớ dễ hơn. Thì tên khi bạn nháy vào cái hình ảnh đó thì tên cái nghĩa của từ đó hoặc là tiếng Việt của nó thì nó hiện xuống dưới này. Đó, có rất nhiều các chủ đề và mỗi chủ đề lại có nhiều cái từ mới khác nhau. Các bạn có thể chọn theo một cái chủ đề mà bạn thích. Đó, mình sẽ giới thiệu về mạnh nhất trong cái phần mềm này. Thứ nhất là phần đọc và thứ hai phải kể đến đó là phần luyện nói. Phần luyện nói trong phần mềm này nó sẽ giúp bạn có thể khả năng nói được tiếng Anh một cách lưu loát và chuẩn với cái ngôn ngữ bản địa.
Vì sao? Bởi vì là ngôn cái giọng nói đây, các bài luyện nói đây, nó chia thành các chủ đề khác nhau, tùy theo hoàn cảnh mà bạn sẽ sử dụng cái câu nói đó cho phù hợp nhất, trong công sở, trong phòng trạm, trong du lịch, hay cho ăn uống, học tập. Các bạn sẽ chọn tùy chủ đề mà bạn yêu thích và bạn sẽ học và sẽ đọc theo đó. Chuyển sang bên trái này, bên phải này. Để mình ví dụ một mẫu hội thoại cho bạn nghe. You are very lucky. You speak two languages. Well, my English isn't perfect. Vâng, mình tin rằng nếu các bạn luyện tập theo chính xác cái hướng dẫn và cách đọc ở trong đây thì một ngày nào đó nói được tiếng Anh với người nước ngoài là đó là điều không phải là khó khăn. Sau khi các bạn học nắm vững được các phần ngữ pháp hay là phần bài đọc của bên tay trái này thì các bạn có thể tiếp tục sang bên tay phải này là làm những bài tập trong đó. Thì đây là các dạng bài tập mạo từ rồi câu điều kiện thì thời các thành ngữ, và các phần này là phần kiểm tra tiếng Anh bằng A, và đây kiểm tra tiếng Anh bằng B, và đây kiểm tra tiếng Anh TOEFL, và đây là từ vựng cho TOEFL và từ vựng cho bằng A bằng B. Mình sẽ ví dụ về cái luyện thi tiếng Anh bằng A đây. Nó có chính bài tập đây, bạn có thể chọn những bài tập bất kỳ, nó theo mức độ từ diễn khó. Mà sẽ tìm một cái câu đúng nhất ABC ở bên trong ghép vào đây. Và phần mềm sẽ tự chấm điểm các bạn đúng hay là sai. Đó. Thì phần mềm này nó gói gọn trong tất cả các phần bên tay trái và phần bên phải này. Thì các bạn nên học lần lượt từ bên tay trái sang bên tay phải hoặc là học xen kẽ với nhau. Nếu bạn đã có đủ một cái kiến thức nhất định thì mình tin rằng với cái phần những cái khối lượng khổng lồ mà phần mềm này cung cấp cho bạn thì bạn có thể đủ khả năng để học thêm và luyện các dạng tiếng Anh thi cho nó quen. Đó là cái phần mềm mà mình đem lại. Ở đâu các bạn có thể là khám phá thêm, tìm hiểu thêm về cái phần mềm này, mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Phần mềm mình sẽ chuyển sang phần mềm thứ hai, đó là phần mềm Inkjet 3 Pro năm 2012. Phần mềm này là do một công ty tin học phát hành, giá trị bản quyền của nó lên tới 135 ngàn. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn qua. Thì bên này dạng bên này là dictionary, đó là bạn là có loại từ điển, có loại từ điển Anh Việt thôi, từ điển Anh, từ điển tiếng Anh tiếng Việt. Đó. Thì có phần này là phần học, còn cũng có những phần văn vận mở lòng hay phần văn vận cao như là phần mềm grammar. Nhưng mà cái ưu điểm hơn do phần mềm Grammar 2.11 vừa mới giới thiệu đó là phần mềm này giao diện tương đối khá đẹp mắt và rất sống động. Các bạn học có thể là hấp dẫn hơn và dễ hiểu hơn so với bên kia, tại vì là phần mềm này là phần mềm mang cái chất thương mại. Nó đem lại cho người đọc những giá trị cao hơn so với phần mềm Grammar 2.11. Đó là cái phần văn phạm nâng cao. Mình sẽ giới thiệu các bạn các reading book ở trong cái phần mềm này. Trong phần mềm này thì nó có những kiểu như là một thư viện sách để cho các bạn chọn loại sách mà bạn yêu thích nhất mà bạn sẽ nghe. Đó. Thì bạn này nháy nút vào cái biểu tượng cuốn sách đó vào một open. Thì cái bài cuốn sách nó sẽ hiện ra đây. Và sẽ đọc cuốn sách này. Tùy theo cái bạn thích, mình sẽ chuyển sang một cái bài sách khác. Có rất nhiều loại sách khác nhau. Chuyển sang đây. Open. Thì đây là các đoạn văn ở trong một bài. Một bài câu chuyện thì có nhiều đoạn khúc khác nhau, bạn có thể mở ra từng khúc. Đó, tương đối là nhiều. Một cuốn truyện của nó thì gồm một khối lượng lớn. Thì các bạn nháy đây và các bạn nghe. The Tale of Benjamin Bunny by Beatrix Potter. One morning, a little rabbit sat on a bank. Đó, cách đọc cho tình cảm và nó có kèm theo nó nhạc lên cho câu chuyện nó có nên hấp dẫn thú vị hơn. Thì các bạn có thể là cập nhật sách trực tiếp ở trên mạng về qua cái trang web ở đây. Đó, trang web download sách luyện đọc cho tình nghe. Nó sẽ hiện bên này, bạn nhấn vào đó. Download. Mình sẽ giới thiệu luôn cho bạn biết. Đây là công ty sản xuất phần mềm này, đó là Thúy Ngân Production.
Ở đây bạn có thể đọc thêm về thông tin về cái phần mềm này, nó phát hành vào ngày tháng năm nào và giá trị của nó bao nhiêu. Trong đây các bạn có thể xem thêm các phần mềm khác, nhưng mà mình chủ yếu vào cái cốt lõi của cái phần mềm này, đó là bạn thêm download cái giáo trình để nghe ở đây, và các download sách luyện đọc hoặc download nó có tiện ích. Khi mà mình cài đặt cho bạn phần mềm này thì mình sẽ cố gắng là download đầy đủ các giáo trình luyện nghe và luyện và các loại sách đọc để cho bạn đỡ phải download nhiều lần mà mất công. Mình sẽ giới thiệu phần thứ phần quan trọng thứ hai trong cái phần mềm này. Còn đâu có phần mềm nào mà cái chủ đề nào mà nó không nổi bật và nó không thể hiện cái đặc cá tính của cái phần mềm đó thì mình sẽ lướt qua. Nó hỗ trợ viết thì các bạn có thể học tìm hiểu thêm. Mình sẽ vào cái phần conversation đàm thoại. Cái phần đàm thoại thì nó có tổng cộng là 13 chapter, 18 chapter đầy đủ. Thì 18 chương này thì nó sẽ có những cái mô típ học giống nhau nhưng mà với các chủ đề khác nhau. Mình sẽ với ví dụ đầu tiên là chapter thứ 7. Thì phần này nó giới thiệu về cách cảm ơn và đáp lại lời cảm ơn trong tiếng Anh. Thì cái phần mở đầu này nó sẽ giới thiệu các bạn sử dụng cái ngữ câu cảm ơn và lời cảm ơn trong một cái hoàn cảnh nào cho nó phù hợp với cái văn hóa sử dụng của người nước ngoài. Và đây các mẫu câu của nó cung cấp cho bạn. Thì sau này bạn sẽ đọc những cái đoạn hội thoại cụ thể. Để mình nghe trực tiếp đây nghe. Well, I guess I'd better be getting home. Let me know if I can be of more help. Oh, you've been wonderful. And thank you so much. Bạn nghe thấy có thể là rất là chuẩn và nghe rất là chính xác với giọng của bản địa. Thì sau khi nghe xong thì bạn có thể là thực tập đàm thoại trực tiếp bằng cách vào đây, nháy vào cái nhân vật mà bạn có thể thích, nháy vào đây và nó sẽ bắt đầu. Well, I guess I'd better be getting home. Let me know if I can be of more help. Thì khi mà bạn nháy vào start recording này thì nó sẽ lưu lại cái giọng đọc của bạn và ghi âm lại, thì tí bạn có thể kiểm tra trực tiếp nghe kiểm tra lại chính cái bài mà mình nói luôn. Đó là cái phần hay ở trong cái phần luyện đọc này, mà phần bên grammar 2.9 mà không có được. Giới thiệu qua có rất nhiều các chủ đề khác nhau, bạn thể chọn luôn. Đó, mình chuyển sang cái chức năng thứ ba quan trọng nữa, đó là giao truyền điện nghe. Thì trong học tiếng Anh thì bạn nên chú trọng thêm nâng cao về khả năng luyện nghe, thì cái phần mềm mới đáp ứng được hoàn toàn điều đó. Nó cung cấp cho bạn đầy đủ các giáo trình luyện nghe từ mức độ thấp đến mức độ cao. Để sẽ giới thiệu cho các bạn một mức độ nghe thứ nhất, International Business English. Đây là phần mềm, đây là cái giáo trình mức độ cao nhất, khó nhất. Mình giới thiệu Unit qua. 1, face to face. Đó, thì bạn nháy vào Unit đây 2, và start bên tay phải này. letters, faxes and memos. Second 1, second 2, second 3, second 4, 5. Đó, thì các bạn nháy vào đó và học theo hướng dẫn ở trong bài này cung cấp. Để có những cái hình tay phone này các bạn nháy vào đây và nghe trực Mr. tiếp. George James, that's GEORGEJAMES, Managing Director. Đó, mình giới thiệu qua thôi. Còn các bạn học thì các bạn sẽ khám phá thêm mà hiểu thêm về nó. Thì cái phần mềm trong đây nó tạo thêm cái hay nữa là đó là nó sẽ tạo cho bạn một cái kho từ vựng này cho chính bản thân các bạn sẽ cập nhật vào đó thông qua các từ vựng mà bạn đã tra bên này, và bạn muốn copy trực tiếp sang bên này, bên từ vựng dành riêng cho mình thì mình copy sang đây. Đó, bạn sẽ tạo nghĩa cho nó thì bạn có thể copy trực tiếp nghĩa bên này. Dán sang và thêm vào cái cuộc clip của bạn. Sau khi bạn mỗi ngày bạn học thì nó sẽ lưu lại ở bên này, và nó sẽ lưu xem là ngày đó bạn học được bao nhiêu cái từ vựng, và nó có những bài tập nho nhỏ để các bạn nhớ được cái từ vựng đó một cách hiệu quả nhất. Mình sẽ ví dụ một cái cuộc clip vào cái ngày này đó, thì sang đây các bạn có thể là luyện cái từ đó theo cách mới mà phần mềm đang lại rất dễ. Start. Blonde. Đó, nó đọc cái từ đó lên và Blonde. nó
giải nghĩa ở dưới nó chạy qua, nó kiểu như là một cái slide cho bạn dễ Kill. nhớ được cái phần mềm, nhớ được cái từ đó dễ hơn. Kill. Mình đóng qua mình vào cái phần này là phần các bạn có thể là ghi trực tiếp nghĩa của cái phần bằng việc mà nó cung cấp cho bạn cái từ đó sang nghĩa tiếng Việt, mà sẽ ghi trực tiếp cái nghĩa đó sang tiếng Anh cho nhớ được cái từ đó. Đó thì bên này là các kho ra từ điển khác nhau, đủ thể loại, đó là Anh Việt hay là tiếng Anh sang tiếng Anh, còn tiếng Việt sang tiếng Việt.